Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lên cái phần đầu của thiên nga nha. Rồi bây giờ là ở trước cái bụng đó nè, đây trước cái bụng đó, ở giữa đây có cái vòng 6 nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6 hạt nè. Mình sẽ lấy cái vòng 6 này để lên cái phần đầu cho con thiên nga nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hạt của vòng 6 nằm bên tay phải nè. Mình cho sợi dây mới vô hạt này. Rồi như vậy. Xong rồi cái này mình gọi là hạt sợi dây bên phải nha các bạn. Dây bên phải mình mới cho vô là 3 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 4. Một nè, 2, 3. Xong rồi mình mới lòn dây qua. Đây mình được một vòng là 4 hạt cườm nè. Rồi bước kế tiếp là bước số 2. Mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay trái nè. 1 nè, 2. Đi lòn qua 2 hạt phía bên tay trái. 1 nè, 2. Xong rồi sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô 4 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 6. 1 nè, 2, 3, 4. Xong mình lòn dây qua. Mình cho vô có 2 hạt cườm, 3 hạt cườm thôi các bạn ơi, cho lộn rồi. Mình bỏ ra 1 hạt cườm nha. Xong rồi. Mình mới đi lòn dây qua. Đây mình được một vòng là 6 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp là bước số 3. Mình sẽ đi lòn qua 1 hạt phía bên tay trái. Mình đi lòn qua 1 hạt phía bên tay trái nè. Sợi dây phía bên tay trái luôn là mình cho vô 2 hạt màu trắng. Bước này mình đi ngược nè, mình cho vô 2 hạt màu trắng. Xong mình lòn dây qua. Đây mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi bước số 4, mình sẽ đi lòn qua 1 hạt phía bên tay phải. 1 hạt phía bên tay phải. Xong rồi sợi dây phía bên tay trái mình mới cho vô là 4 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 6. Bốn. Xong rồi mình lòn dây qua. Mình được một vòng là 6 hạt cườm. Rồi bước số 5, mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải nè. 1 nè, 2 nè. Dây bên phải đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải. 1 nè,
2. Dây bên trái mình đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Xong rồi, sợi dây phía bên tay trái mình sẽ cho vô là 2 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 6. Sợi dây phía bên tay trái mình cho vô 2 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 6. 1, 2. Xong mình lòn dây qua. Đây mình được một dòng là 6 hạt cơm. Rồi bước kế tiếp, bước số 6. Mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay phải nè. Xong rồi, sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô là 2 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. Lần này mình lên 5. 1 hạt màu trắng, 2 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. Xong mình lòn dây qua. Mình được một dòng là 5 hạt cườm. Rồi, kế tiếp. Bước kế tiếp là bước số 7. Mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay trái. 1 nè, 2. Xong rồi, sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô 1 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. Dòng này mình lên 5. 1 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. Xong mình lòn dây qua. Mình được một dòng 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp là bước số 8. Mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay trái nè. Một nè. Hai. Xong rồi, mình cho vô sợi dây phía bên tay trái luôn là 2 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 5. 1, 2. Xong mình lòn dây qua. Đây mình được một dòng là 5 hạt cườm. Rồi kế tiếp, mình giữ nguyên dây như vậy. Mình cho vô sợi dây phía bên tay trái là 2 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. Dòng này mình lên 4. 1 hạt màu trắng, 2 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. Xong mình lòn dây qua. Mình được một dòng là 4 hạt cườm. Kế tiếp là bước số 2 của lớp này đi. Cái này gọi là lớp thứ nhất. Cái này gọi là lớp thứ hai này, bước thứ nhất này và bước số 2. Bước số 2 mình sẽ đi lòn qua 1 hạt màu trắng phía bên tay phải. Xong rồi, sợi dây phía bên tay trái này mình cho vô 1 hạt màu đỏ. Dòng này mình lên 3.
mình được một vòng 3 hạt cườm. Kế tiếp là bước số 3, mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay phải. Xong rồi, sợi dây phía bên tay phải luôn, mình cho vô 2 hạt màu trắng, dòng này mình lên 4. Nhỏ tiếng lại Phúc ba. Đây mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi kế tiếp, bước số 4, giữ nguyên dây, không lọn qua đâu hết. Mình cho vô sợi dây phía bên tay phải là 2 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. 1 hạt màu trắng, 2 hạt màu trắng, 1 hạt màu đỏ. Xong rồi mình lọn dây qua. Mình được một vòng 4 hạt cườm. Rồi, kế tiếp là bước số 5. Mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Sợi dây phía bên tay phải, mình mới cho vô 2 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 4. 1 2 Xong mình lòn dây qua. Đây, mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi kế tiếp, các bạn cho vô sợi dây phía bên tay trái là 1 hạt màu trắng. Xong rồi các bạn. Xong rồi, mình mới lấy sợi dây này lòn qua cái hạt kế bên đây, hạt đối diện của nó bên đây. Lòn từ dưới lên. Đây, mình được một vòng như vậy, phải không? Xong rồi, tiếp tục mình cho vô sợi dây này luôn là một hạt cườm màu trắng nữa. Xong rồi mình lòn dây qua. Đó, như vậy là mình sẽ được một vòng là 4 hạt cườm. Đây, mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi, kế tiếp là bước số 7. Mình sẽ lên cái lớp kế tiếp nha các bạn. Rồi, mình giữ nguyên dây như vậy. Mình cho vô sợi dây phía bên tay phải là 3 hạt màu trắng. Dòng này mình lên 4. Một, hai, ba. Cái này là lớp thứ 3 của phần cổ nha các bạn. Xong mình lòn dây qua. Đây mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi, kế tiếp là bước số 2 của lớp này. Mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Xong rồi, sợi dây phía bên tay phải, mình mới cho vô một hạt màu trắng, một hạt màu đỏ. Dòng này mình lên 4. Xong mình lòn dây qua. Đây mình được một vòng 4 hạt cườm. Rồi, bước kế tiếp là bước số 3 của lớp này, mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay trái. 1 nè, 2. Xong rồi, sợi dây phía bên tay phải, mình mới cho vô 1 hạt màu đỏ nữa.
cho một hạt màu trắng nữa chứ. Một hạt màu trắng nữa là 4. Rồi mình lòn dây qua. Đây mình được một vòng là 4 hạt cườm. Rồi bước số 4. Bước số 4 giữ nguyên dây như vậy. Sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô một hạt màu đỏ, hai hạt màu trắng, vòng này mình lên 4 hạt. Một hạt màu đỏ nè. Rồi hai hạt màu trắng nè. Rồi xong mình lòn dây qua. Lòn dây qua. Rồi mình được một vòng là 4 hạt cườm nè. Rồi bước kế tiếp là bước số 2. Mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay trái nè. Đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Xong rồi sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô là hai hạt màu trắng, vòng này mình lên 4. 1 nè. 2. Xong mình lòn dây qua. Rồi kế tiếp là bước số 5 của lớp này. Mình sẽ đi lòn qua hai hạt phía bên tay trái nè. Rồi. 1 nè. Rồi. 2 nè. Xong rồi, sợi dây phía bên tay phải nè, mình mới cho vô là một hạt màu trắng nữa. Là dòng này mình lên 4. Rồi, xong mình lòn dây qua. Đây mình được một vòng 4 hạt cườm.